Sau hơn 6 tháng ngày đêm thi công, đến ngày 7 tháng 12 năm 2014, tức ngày 16 tháng 10 năm Giáp Ngọ, nhân dân thôn 3 đã long trọng tổ chức khánh thành công trình nơi thờ thần Điếm Ba. Để ngày lễ được diễn ra tốt đẹp, ngay từ ngày 15 âm lịch, bà con nhân dân trong thôn đã sắp xếp thời gian vàng ngọc tập trung về nơi thờ thần Điếm Ba để chung tay hoàn thiện nốt những khâu cuối cùng chuẩn bị cho buổi lễ. Từ sáng sớm, bát hương cùng các đồ thờ cúng đã được rước vào trong với nghi lễ nghiêm trang. Những cụ cao tuổi trong thôn đã thành kính tổ chức lễ yên vị, đồng thời làm lễ cúng thần linh, cầu cho quốc thái dân an. Rất nhiều gia đình trong thôn, trong xã và khách thập phương đã đến thành kính, công đức, ủng hộ và lễ mừng. Các cụ già vãi trong thôn còn tổ chức lễ cúng chúng sinh. Lễ cúng gồm có quần áo bằng giấy màu được trải ra từng món, một ít vàng tiền, vài bát cháo trắng loãng, một đĩa muối, một đĩa gạo và một ít kẹo, ít bỏng. Lễ cúng này cho những vong hồn còn lang bạt nơi trần gian, chưa về được với cõi âm, sẽ được bắc cầu cho siêu độ về cõi trời để được tái sinh, để cho các vong hồn này không quấy nhiễu đời sống và có thể siêu thoát. Buổi tối cùng ngày, nhân dân trong thôn còn tổ chức làm bánh dày và bánh cuốn, mổ lợn làm lễ thánh trong ngày 16. Ngay từ chập tối, thanh niên trai tráng trong thôn không vướng bụi đã tập trung về sân đền giã bánh dày, bánh cuốn. Lễ giã bánh được tổ chức theo lối truyền thống xưa. Một tấm gỗ lim được sử dụng làm ván kê. Gạo nếp đồ thành xôi được để vào tấm gỗ này. Những chàng trai khỏe mạnh sử dụng vồ bằng gỗ giã xuống liên tục cho xôi nhuyễn mịn ra. Hai người cao tuổi hơn có kinh nghiệm được bố trí ngồi hai đầu lật dở xôi. Đây là một công việc cần nhanh tay, nhanh mắt. Nếu không có kinh nghiệm, sẽ rất dễ bị vồ đập vào tay. Người giã bánh phải là người có sức khỏe dẻo dai. Khi mệt thì được luân chuyển cho người khác. Giã bánh phải thực hiện ngay từ lúc xôi còn nóng, đến khi gạo thật nhuyễn, thật dẻo mới được. Đây là công đoạn nặng nhọc nhất, nhưng lại mang không khí vui vẻ, đoàn kết, thu hút đông đảo người dân trong thôn tham gia.
Đồng thời, đây cũng thể hiện tính cộng đồng, gắn bó đoàn kết của nhân dân trong thôn. Bánh dày được làm ra có vị dẻo thơm của xôi nếp, màu xanh non của lá chuối. Chiếc bánh dày ngon hay không, phần quyết định đầu tiên chính là ở khâu chọn gạo, đồ xôi. Gạo làm bánh phải là loại nếp trắng, dẻo thơm, đem ngâm, đồ thành xôi. Xôi đồ vừa khéo, đủ độ để giã thành vỏ bánh dẻo thơm, mà chỉ cần riêng vỏ bánh đều làm thành chiếc bánh dày chay, kẹp thêm miếng giò, người ăn đã cảm nhận được hương nếp trong từng miếng bánh, quyện với vị giò thơm hương lá chuối. Tôi sinh ra bên dòng sông đáy và lớn lên từ con đê này. Mẹ đã dắt tôi đi, ơi người mẹ làng xa, ơi người mẹ làng xa. Tôi đi xa nơi dòng sông ấy và ngóng trông về con đê làng. Mẹ về chốn thiên thu, ơi người mẹ làng xa, ơi người mẹ của tôi. Tình yêu tôi nặng nề như hạt đỗ, tình yêu tôi thầm thì như hạt lúa. Lặng im hạt lúa nói điều gì, hạt lúa quê hương, quê hương và hạt lúa người mẹ. Bên dòng sông đáy và lớn lên từ con đê này. Mẹ đã dắt tôi đi, ơi người mẹ làng xa, ơi người mẹ làng xa. Tôi đi xa nơi dòng sông ấy và ngóng trông về con đê làng. Mẹ về chốn thiên thu, ơi người mẹ làng xa, ơi người mẹ của tôi. Tình yêu tôi thật thì như hạt lúa, tình yêu tôi thật thì như hạt lúa. Lặng im hạt lúa nói điều gì, lặng im giọt mồ hôi mặn mòi. Và tôi đi trường kỳ bao ngày tháng, mẹ chắc chiu từng hạt mưa hạt nắng. Mẹ tôi hạt lúa quê hương, quê hương và hạt lúa
Bên cạnh việc giã và làm bánh cuốn, bánh dày là công việc mổ lợn, làm lễ cúng thần linh. Lợn được lựa chọn là những con lợn ngon, được nuôi sạch sẽ. Khi mổ lợn, yêu cầu phải mổ moi. Sau khi mổ xong, bụng lợn được nhồi lá cây móc mật và gia vị khác và được đưa lên quay. Thời gian quay đạt độ chín phải 4-5 tiếng đồng hồ. Lợn quay ngon yêu cầu da vàng đều, giòn nhưng không bị cháy. Thịt bên trong mềm, ngọt, không thấy mỡ. Việc quay hai con lợn đến tờ mờ sáng ngày 16 mới xong. Ngay từ buổi sớm tinh mơ ngày 16 tháng 10 âm lịch, đông đảo bà con nhân dân trong thôn, trong xã đã tập trung tại điếm ba chuẩn bị lễ mọn xuống quán giá, nơi thờ Đức Tướng Công Phạm Tu Lý Phục Man, một vị thành hoàng làng của xã Yên Sở đã được nhiều triều đại phong kiến xưa phong thánh. Đúng 6 giờ 30 phút sáng, đội rước lễ thánh bắt đầu xuất phát. Đi đầu là đội múa lân, tiếp đó là đội chống chiêng,
đài hoa quả hình đôi phượng múa được thiết kế tinh xảo bằng lá, hoa, quả do 8 cô thiếu nữ xinh đẹp phụ trách. Tiếp đó là các mâm ấu xôi, bánh cuốn, bánh dày, lợn quay, chầu rượu do các thanh niên trong thôn phụ trách. Đi sau là các cụ cao niên và nhân dân trong thôn. Đoàn đi lễ quán giá tạo thành hàng dài trên 100 mét, trông rất đẹp, nghiêm trang và thành kính. Sau khi đi lễ xong, kính mời các cụ ông, cụ bà, các bác và các cháu ta trở lại vị trí ba. Thank you.
Thank you.
Hơn 7 giờ sáng, đoàn đi lễ đã đến được quán giá. Các mâm lễ được lần lượt đưa vào trong đền hạ, đến đền trung, đền thượng, lễ Đức Thành Hoàng Làng. Thank you.
chè kéo vào đây nhá. Không sợ đâu. Ba hết rồi. Sau khi đi lễ tại quán giá, văn chỉ và các chùa trong xã, lúc 8 giờ sáng,
lễ khánh thành đền thờ điếm. Lúc 8 giờ sáng, lễ khánh thành nơi thờ thần điếm Ba được tổ chức long trọng với sự tham gia của hàng nghìn người dân trong thôn, trong xã và quý khách thập phương xa gần. Cùng các vị đại biểu chi hội người cao tuổi ở các thôn cùng bà con cô bác, hôm nay ngày 16 tháng 10 năm Giáp Ngọ, sau gần 6 tháng gian nan vất vả, tâm huyết của bà con nhân dân xóm Điếm Ba đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền cùng sự đồng lòng nhất trí của bà con trong xóm, ngoài làng, khách thập phương ở mọi miền đất nước đã phát tâm công đức về tài chính, tinh thần, vật chất, hiện vật. Kể từ khi xóm đứng lên tổ chức khởi công xây dựng, đã có trên 1.000 hộ gia đình, cá nhân giúp đỡ ủng hộ về mọi mặt. Những tấm lòng thơm thảo ấy đã động viên bà con chúng tôi phải cố gắng ở mức cao nhất, làm công trình thật tốt đẹp để đáp ứng lên sự trông đợi của nhân dân. Từ chỗ chỉ có gần 20 triệu đồng, đến nay công trình đã hoàn thành được cơ bản, chỉ còn lại 5 bộ cửa nữa là hoàn thành mỹ mãn nơi thờ tự. Để công trình vô giá sớm được đưa vào sử dụng, còn cần phải có sự chung tay góp sức với sự ủng hộ nhiệt tình bằng tài chính, công sức, tinh thần của bà con. Có như vậy, công trình mới sớm được trọn vẹn. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn ghi nhận của các gia đình, quý vị đại biểu, toàn thể nhân dân có mặt trong buổi lễ khánh thành hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con có mặt hôm nay sức khỏe và hạnh phúc. Trần Hữu Thu, trưởng thôn sẽ lên báo cáo quá trình xây dựng. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời ông Trần Hữu Thu. Kính thưa các cụ thừa, kính thưa các cụ hai giới phụ lão, kính thưa các đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khách, thay mặt ban tổ chức lễ khánh thành nơi thờ thần Điếm Ba, thôn Ba, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng các cụ, các ông, các bà, quý đại biểu về dự lễ khánh thành
Nhưng mà hôm nay xin nhiệt liệt chào mừng. Lời đầu tiên, thay mặt chi ủy lãnh đạo nhân dân thôn 3 xin kính chúc các cụ thượng mạnh khỏe và trường thọ. Xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, đại biểu quý khách mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các đại biểu quý khách, yên sở làng giá quê hương ta có lịch sử hàng ngàn năm nay, yên sở có mấy chục cái điếm lớn nhỏ, điếm ba là điếm lớn nhất ở vị trí trung tâm làng xã. Trải qua thăng trầm của lịch sử và thời gian, điếm ba đã được sử dụng vào nhiều mục đích của cách mạng, đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngày 7 tháng 6 năm 2014, khu xóm điếm ba làm đơn xin được sửa chữa nâng cấp để bảo tồn của lịch sử làng xã. Xét thấy đề nghị yêu cầu mong muốn của người dân khu xóm điếm ba là chính đáng, ngày 10 tháng 6 năm 2014 được Ủy ban Nhân dân xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đồng ý nhất trí cho phép nhân dân khu xóm điếm ba được đào ngói, nâng lát nền sửa chữa để nơi thờ thần điếm ba được cao giáo, trang trọng và tôn nghiêm. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các đại biểu khách quý, sau 180 ngày đêm bao công sức, tiền của, vật chất của nhân dân khu xóm thứ ba, nhân dân trong xã, ngoài xã, quý khách thập phương, các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã phát công công đức, đóng góp tu sửa tôn tạo nên nơi thờ thần thứ ba, đến nay cơ bản đã hoàn tất, được bề thế sang trang, tôn nghiêm hơn nhiều lần mong đợi của người dân. Thay mặt chi ủy lãnh đạo, ban tổ chức, nhân dân khu xóm Như Ma, chúng tôi xin trân trọng ghi nhận những tấm lòng vàng, xin chân thành cảm ơn nhân dân trong xã, ngoài xã, quý khách thập phương, các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã phát tâm công đức, công sức, tiền của, vật chất, đồ thờ cúng lễ để nơi thờ thần Như Ma được như ngày hôm nay. Từ nay, nhân dân khu xóm Như Ma nói riêng, nhân dân thôn Ma, nhân dân trong làng, ngoài xã, quý khách thập phương có nơi thờ thần đàng hoàng trang trọng. Một lần nữa xin được chân thành ghi nhận cảm ơn nhân dân thôn ba, nhân dân trong xã, ngoài xã, quý khách thập phương đã phát tâm công đức tu sửa tôn tạo nên nhà thờ thần Điếm Ba, thôn ba, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Trước khi dừng lời, xin kính chúc các bộ, các đại biểu khách quý, các ông, các bà, cùng bà con, các bác mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Bảng thanh toán xây dựng khu đô khu thờ tự Điếm Ba từ ngày 15 tháng 5 đến 9 tháng 10 năm 2014 để công trình nhà đền hoàn thiện được những ngày hôm nay, ban kiến thiết tu sửa phục vụ nhà đền chúng tôi đã dâng lên bảng thanh toán xây dựng công trình có tắt như sau. Số tiền ban đầu của nhà đền là có 19.921.000 đồng. Số tiền bà con công đức được 226.720.000 đồng. Số tiền bà con dâng lễ cất đắp còn thừa 3.050.000 đồng. Hiện công trình phải chi tới số tiền là 293.637.000. Tổng số thu được là 249.691.000. Chi 293.637.000 đồng, âm 43.946.000 đồng. Còn về phần nóc bộ cửa của nhà đền hiện nay đã được sự ủng hộ của các gia đình như sau: gia đình ông bà Dần Chi thôn 3 15 triệu, gia đình anh Thiều Chi thôn 3 10 triệu, gia đình cụ Lương Hường thôn 3 8 triệu, gia đình anh Chí Bình thôn 3 5 triệu, gia đình anh Tuấn Hà 2 triệu, gia đình ông Du Miến thôn 1 1 triệu, gia đình anh Nga Hiền thôn 2 1 triệu. Tổng số tiền thu được là 42 triệu. Báo cáo với các cụ là sơ bộ tính đến nay là được như vậy, thế còn số tiết chúng tôi chưa tổng hợp được thì báo cáo trong một cái dịp gần đây. Xin các phép ạ. Vỗ tay.
tính cộng đồng làng xóm, tạo nên tinh thần đoàn kết toàn dân. Và việc hoàn thành xây dựng công trình thờ thần Điếm Ba trong năm 2014 đã thể hiện đỉnh cao của tinh thần đoàn kết, gắn bó của nhân dân thôn Ba. Thông qua việc xây dựng công trình nơi thờ thần Điếm Ba, tinh thần đoàn kết toàn dân, ý thức độc lập dân tộc và lòng yêu nước của nhân dân trong thôn được hun đúc, duy trì và phát huy ngày càng mạnh mẽ hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hội hương là hội hương. Người ơi, người ở đừng về. Cũng có a trông bèo, trông bèo là bèo trôi. Người ơi, người ở đừng về. Người ơi,
này cũng có trong bèo, trong bèo là bèo bộ trôi. Người ơi, người ở đừng về, người về em dặn đi này, có mấy câu tái hồi. Có em là em mong ai xin chớ, mà này cũng có đâu hơn người kế, đâu bằng người đời. Hãy subscribe.